Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Chiêm hóa hôm nay, số đầu tiên trong năm mới 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Mở đầu chuyên mục là một số tin tức đáng chú ý. Tiếp đó là phóng sự khởi sắc công nghiệp chiêm hóa. Phần cuối chuyên mục là phóng sự nâng cao ý thức cho người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Đoàn đại biểu huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Chiêm Hóa đã đến dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ tại thị trấn Vĩnh Lộc. Dâng hương tại nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, địa điểm nhà ở và làm việc của Bắc Hồ tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Bình. Dâng hương tại đài tưởng niệm và nghĩa trang các anh hùng liệt sĩ của huyện, bia tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Bình. Trong năm qua, Đảng Bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Chiêm Hóa đã phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, khai thác tiềm năng thế mạnh, huy động các nguồn lực thực hiện hoàn thành 15 trên 15 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng Bộ huyện lần thứ 16 đề ra, với nhiều chỉ tiêu vượt so với mục tiêu nghị quyết. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, đoàn đại biểu Đảng bộ huyện Chiêm Hóa xin hứa không ngừng rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của bác Hồ kính yêu, nâng cao trách nhiệm, chủ động sáng tạo, làm việc hết mình, phấn đấu đạt kết quả cao nhất, xây dựng quê hương Chiêm Hóa phát triển toàn diện bền vững. Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, Thường trực Huyện ủy Chiêm Hóa đã đến thăm chúc Tết cán bộ, công nhân Công ty cổ phần Thương mại Vận tải Trường Hải tại cụm công nghiệp An Thịnh, xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa. Chúc Tết cán bộ công nhân toàn đơn vị, lãnh đạo huyện Chiêm Hóa đã biểu dương những nỗ lực cố gắng khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh để duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động. Năm 2021, trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh, lãnh đạo huyện mong muốn doanh nghiệp sẽ nỗ lực hơn, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch và đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Cấp ủy chính quyền huyện sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra năm 2020, công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại tại huyện Chiêm Hóa đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, ban ngành của huyện và các xã thị trấn đã góp phần giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân. Công tác tiếp công dân được huyện Chiêm Hóa duy trì thường xuyên, trong đó phát huy vai trò người đứng đầu. Tại các buổi tiếp công dân, lãnh đạo huyện và các ngành đã lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, giải thích hướng dẫn cho công dân về việc thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật. Trong năm qua, cấp huyện và cấp xã đã tiếp 55 lượt công dân, 460 vụ việc, tăng 5,99% so với cùng kỳ năm trước, đã xử lý giải quyết xong 425 trên 460 vụ việc, đạt 92,4% vượt 7,4% kế hoạch. Đang tiến hành giải quyết 35 vụ việc. Nhờ làm tốt việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại đã góp phần giảm thiểu tình trạng đơn thư khiếu kiện kéo dài vượt cấp, tạo dựng niềm tin trong nhân dân. Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Thường trực huyện ủy Chiêm Hóa đã tổ chức họp bàn các giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Theo đó, ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã thị trấn, cơ quan thành viên ban chỉ đạo huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế trong phòng chống dịch Covid-19. Trung tâm y tế huyện và các trạm y tế, phòng khám, đa khoa khu vực tăng cường phòng chống dịch, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có quyết định cách ly. Toàn huyện có 2.418 người nghi nhiễm và tiếp xúc gần với những người đi và về từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi y tế có 4.331 người từ vùng dịch trong nước và các tỉnh khác trở về địa phương đã được thực hiện các biện pháp cách ly theo dõi y tế theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế. Mục tiêu mà chiêm hóa đặt ra là lấy phòng dịch làm ưu tiên, khóa chặt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để ở bên trong, chữa trị hiệu quả để người dân được vui đón Tết an lành. Những ngày qua, huyện Chiêm Hóa đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống dịch theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Ngay sau khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, huyện Chiêm Hóa đã khởi động hoạt động của khu cách ly tập trung từ ngày 28 tháng 1, trên cơ sở thực hiện ra soát khoanh vùng giám sát tại cộng đồng, sau khi nắm thông tin những người trở về từ vùng dịch ở trong nước và nước ngoài, huyện Chiêm Hóa đã tiếp nhận 13 người về cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của huyện tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện thuộc xã Xuân Quang. Để đảm bảo tốt việc thực hiện cách ly, cơ sở cách ly tập trung của huyện đã tập trung thực hiện tốt và bảo đảm về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất khử trùng, dụng cụ bảo hộ cho lực lượng làm nhiệm vụ và người được cách ly. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, thì đồng, trực tiếp đồng chí Chủ trưởng Ban Chỉ huy Quân sự đã tập trung triển khai và giao nhiệm vụ cũng như là động viên tinh thần lực lượng phục vụ tại khu cách ly tập trung. Thì sau khi cơ động vào nơi, tổ phục vụ đã khẩn trương chuẩn bị mọi mặt công tác phục vụ để đảm bảo tốt cho lực lượng tập trung cách ly được đảm bảo đầy đủ về đời sống hậu cần thực hiện tốt quy trình vận chuyển tiếp nhận người cách ly theo đúng quy định việc tiếp nhận sắp xếp nơi ăn nghỉ quản lý theo dõi y tế đối với những người được đưa về cơ sở cách ly tập trung đã được thực hiện nghiêm theo chỉ đạo bố trí cán bộ thực hiện giám sát y tế theo hướng dẫn thực hiện đảm bảo công tác an ninh trật tự vệ sinh an toàn thực phẩm người được tiếp nhận vào cách ly tập trung đều có tư tưởng yên tâm tinh thần thoải mái hợp tác tốt với cán bộ y tế và lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở cách ly hiện tại tình hình sức khỏe của người được cách ly đều ổn định sau khi có quyết định của ban chỉ đạo huyện Chương Hóa, chúng tôi sẽ có mặt tại khu cách ly tập trung và triển khai các nhiệm vụ hàng ngày là đón công nhân cách ly đến khu tập trung và tiến hành các bước là phun khử khuẩn từ cổng vào và đến trong khu cách ly. Hàng ngày chúng tôi thì đo thân nhiệt và đưa cơm và sau đấy là chúng tôi tiến hành thu gom rác thải và phân loại rác là rác thải y tế và rác thải sinh hoạt tiến hành phun khử khuẩn và tiêu hủy. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Chiêm Hóa tiếp tục chỉ đạo cơ sở cách ly tập trung, trực tiếp là ban chỉ huy quân sự, trung tâm y tế huyện phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động đảm bảo mọi nguồn lực cho công tác cách ly, bảo đảm tốt nhất cho công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương. Tết Nguyên Đán Tân Sửu đang cận kề vào thời điểm dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp khó lường, trong khi nhu cầu đi lại, mua sắm hàng hóa phục vụ Tết của người dân tăng cao. Nếu không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế thì sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Phóng sự sau đây được thực hiện tại thị trấn Vĩnh Lộc. Chợ trung tâm huyện Chiêm Hóa những ngày này, số lượng người bán và người mua hàng tăng cao hơn so với thời gian trước. Rất nhiều hàng hóa đã được các tiểu thương chuẩn bị để phục vụ người tiêu dùng trong dịp Tết. Từ cuối tháng 1, dịch COVID-19 bùng phát và được cảnh báo là chủng loại virus mới có nguy cơ lây lan nhanh trong cộng đồng. Chính vì vậy, người bán và cả người mua ở đây đều tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, đeo khẩu trang khi đến nơi tập trung đông người đeo khẩu trang để bảo vệ giúp mình và cộng đồng mọi người để tránh phòng chống Covid thôi. Em có tuyên truyền mọi người và trong gia đình em ra ngoài đeo khẩu trang. Chị em chúng tôi rất là có ý thức, tình Covid rất là nghiêm trọng, cũng tránh sự lây lan tiếp xúc với nhiều người. Cho nên là bà con chị em chúng tôi ở đây rất là có ý thức, ai cũng đeo khẩu trang. Người dân dù đã có ý thức trong việc thực hiện các biện pháp phòng dịch, tuy nhiên vẫn còn một số người dân còn chủ quan lơ là không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Những thanh niên này ngồi nói chuyện ở quán nước bên đường với khoảng cách gần. Không đeo khẩu trang. Dù những thông báo hướng dẫn thực hiện 5K đã được huyện tuyên truyền thường xuyên. Bình thường thì có lúc thì đeo có lúc thì không. Mấy uh, gần nhà nhà gần đây, rồi nhà em uh, cách đây mấy cây. Vâng, hôm nay em đi ra đây thì uh, em quên, chưa mang uh, đi, mà em uh, đi ra ngoài thì em cầm. Khi mà số người nhiễm dịch COVID-19 trên thế giới ngày càng gia tăng, ở trong nước số ca lây nhiễm trong cộng đồng cũng tăng và các địa phương đang rất nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để người dân yên tâm vui xuân đón Tết đầm ấm. Vì vậy, mỗi người dân cùng nêu cao ý thức trách nhiệm đeo khẩu trang khi đến nơi tập trung đông người chỉ một hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn để cùng chung sức phòng chống dịch một cách hiệu quả. Xin được chuyển sang các nội dung khác. Năm 2020, công ty cổ phần thương mại vận tải Trường Hải đã đầu tư trên 60 tỷ đồng để cải tạo, đầu tư, nâng cấp hệ thống lò luyện với công suất 12.000 tấn sản phẩm trên năm. Dự án cải tạo này được hoàn thành vào cuối năm 2020 và trong những ngày chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, những mẻ sản phẩm đầu tiên được ra lò, mở ra tín hiệu vui cho lĩnh vực công nghiệp của huyện. Một dây chuyền sản xuất với thiết bị đồng bộ khép kín và có công nghệ tiên tiến hiện đại được vận hành trong niềm vui chung của gần 200 cán bộ công nhân công ty cổ phần thương mại vận tải Trường Hải nằm trong cụm công nghiệp An Thịnh Chiêm Hóa. Với dây chuyền này sẽ tạo ra sản phẩm feromangan có chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu của ngành luyện thép trong nước và xuất khẩu. Năm 2021 báo hiệu những khó khăn do dịch Covid-19 bùng phát, nhưng doanh nghiệp này vẫn tự tin khi mà dây chuyền mới vận hành, chất lượng sản phẩm được nâng lên và thị trường tiêu thụ cũng được mở rộng hơn. Còn về nguyên liệu thì chúng ta đã có đủ nguyên liệu có sẵn của công ty đã có mỏ đã hoạt động ngày đêm để phục vụ sản xuất cho nhà máy đi vào ổn định đầu vào thì nguyên liệu của công ty đã có sẵn và đầu ra thì đã có bên các bạn hàng như đối tác các đơn vị nổi tiếng trên toàn quốc là đã ký hợp đồng mua sản lượng sản phẩm của công ty với việc nâng cấp trang thiết bị phục vụ sản xuất dự kiến mỗi năm Công ty cổ phần thương mại vận tải Trường Hải sản xuất được khoảng 12.000 tấn sản phẩm, doanh thu trên dưới 300 tỷ đồng. Việc đưa dây chuyền nhà máy luyện đô gan mới vào hoạt động không chỉ góp phần thúc đẩy giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn mà còn góp phần tích cực trong giải quyết việc làm, thu nhập cho lao động nông thôn. Thì đối với lại huyện uh, Chiêm Hóa tôi cho rằng ấy là cái sản phẩm này nó được uh, đi vào hoạt động nhà máy đi vào hoạt động và có những sản phẩm đầu tiên này nó sẽ góp phần thúc đẩy cái sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thế và nó tạo cái công an việc làm và cho cái lao động địa phương. Thế rồi là công ty cũng đã có những cái đóng góp thực hiện tốt cái chính trách an sinh xã hội đối với người dân địa phương. Nhà máy luyện ferro mangan đi vào sản xuất ổn định là động lực để chiêm hóa thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2025 giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt 2.210 tỷ đồng. Năm 2020 là năm thứ 6 Tuyên Quang tiếp tục duy trì xây dựng bộ chỉ số năng lực cạnh tranh và kế hoạch khảo sát đánh giá cảm nhận của doanh nghiệp về môi trường đầu tư và kinh doanh của các huyện thành phố và các sở ngành của tỉnh. Với huyện Chiêm Hóa, nhờ có nhiều giải pháp thiết thực mà năm qua vị trí xếp hạng của huyện đã được cải thiện đáng kể. Với mục tiêu nâng tỷ lệ lấp đầy tại cụm công nghiệp An Thịnh của huyện lên 70%, huyện đã có nhiều giải pháp để thu hút doanh nghiệp đến tìm hiểu triển khai các dự án trên địa bàn tại bộ phận giao dịch một cửa ở huyện Chiêm Hóa, mọi thủ tục hành chính được công khai. Huyện cũng đã ban hành những quy định mới trong việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp theo hướng đơn giản, nhanh chóng và đúng pháp luật. Người dân và doanh nghiệp cũng hài lòng hơn khi mà được những cán bộ làm việc ở đây đón tiếp bằng nụ cười thân thiện. Mặc dù trong năm 2020 thì với cái nạn dịch Covid thì vít đã ảnh hưởng rất là nhiều đến các doanh nghiệp, thậm chí có những doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động. Song với cái sự quan tâm chỉ đạo rồi là tạo điều kiện cho doanh nghiệp thì các doanh nghiệp của địa phương huyện Chiêm Hóa cũng đã từng bước giữ vững sự ổn định và phát triển. Việc triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đã thể hiện nỗ lực quyết tâm của các cấp lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm của cán bộ trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, qua đó giải quyết kịp thời nhu cầu chính đáng, tiết kiệm đáng kể thời gian chi phí đi lại của người dân, hướng đến một nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp hiệu quả. Năm 2020, chỉ số DCI của huyện đã tăng 3 bậc so với năm trước và vươn lên đứng ở vị trí thứ 3 trong số các huyện thành phố. Kết quả này đã tạo động lực để chiêm hóa tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh trong những năm tiếp theo. Năm 2020 vừa qua, thì cái chỉ số của huyện cũng tăng được 3 bậc. Để chúng tôi cũng luôn chỉ đạo đối với các phòng ban chuyên môn. Ở đây thì đặc biệt là liên quan đến những cái chi phí về không chính thức, về tiếp cận đất đai về giá đất thì đã được và huyện luôn luôn là quan tâm và chỉ đạo để chúng ta thực hiện theo đúng cái quy định của của nhà nước và bảo đảm cái thời gian nhanh chóng. Thứ hai nữa là khi mà liên quan đến cái giải phóng mặt bằng thì huyện cũng tập trung để chỉ đạo các cái giải pháp để đẩy nhanh cái tiến độ giải phóng mặt bằng các cái công trình mà dự án liên quan đến Khép lại một năm với bộn bề khó khăn, tuy nhiên với sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền huyện Chiêm Hóa, được cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực đã cho thấy quyết tâm để nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện, tạo môi trường thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn huyện phát triển. Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 đã cận kề, để đảm bảo tiến độ gieo cấy lúa xuân trong khung thời vụ tốt nhất, những ngày này, bà con nông dân huyện Chiêm Hóa đang dồn sức ra đồng, phấn đấu cơ bản hoàn thành cấy trước khi Tết đến xuân về. Vụ xuân năm 2021, huyện Chiêm Hóa có kế hoạch gieo cấy 3.948 ha lúa, 1.600 ha ngô, trên 2.000 ha lạc và một số cây màu khác. Để thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất, ngay từ đầu vụ, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Chiêm Hóa đã tổ chức tập huấn sản xuất vụ xuân cho bà con nông dân về thời vụ gieo cấy, quy trình ngâm ủ mạ, chăm sóc mạ. Các xã đều chỉ đạo bà con nhân dân chủ động tu sửa nạo vét canh mương nội đồng, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu phục vụ cho gieo cấy. Về phía trung tâm đã phân công cán bộ phụ trách xã tăng cường công tác bám sát cơ sở, đôn đốc bà con nông dân hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại trên mạng. Cái thứ hai nó đẩy mạnh cái tiến độ gieo cấy, hướng dẫn bà con nông dân tăng cường công tác chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại cho cây lúa sau khi cấy để để kịp phát triển. Mặc dù thời tiết khi xuống mạ diễn biến thất thường với những đợt rét đậm rét hại, nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền cùng với sự chủ động của bà con nhân dân nên đảm bảo đủ mạ gieo cấy hết 100% diện tích. Các quầy đại lý vật tư nông lâm nghiệp trên địa bàn cũng đã chủ động nguồn giống vật tư phân bón cung ứng kịp thời cho bà con nhân dân. Chuyên mục chiêm hóa hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.